Con hỏi thầy đó. Con xin hỏi về trị về cái mắt cận thị cũng như là cái người mà người ta bị mù, tức là những cái cơ thể đó, thì nó cái cận thị thì cũng có thể nó phục hồi lại được, nó giữ được cái mức, ví dụ như bây giờ cái độ cận nó không có tăng được, không tăng được. Nhưng mà có thể nói một cái thời gian mà mình sử dụng cái pháp đó thì nó giữ gìn cái độ mắt của mình, nó không có tăng, mình cứ đeo một cái kiếng thôi, chứ mình cứ không có thời gian thì mình phải thay kiếng, cái độ cận nó sẽ tăng lên, tăng dần lên. Mà khi mà làm việc nhiều quá về cái đôi mắt của mình mà muốn cho nó đừng có tăng hoặc là đừng có cận nữa thì không được, vì mình làm việc bằng mắt. Cho nên khi mà cái người muốn trị bệnh của nó mà về cái độ cận, hoặc là cái người mà bị cái bệnh loạn thị rồi đó, thì muốn để cho nó trở lại bình thường thì cái người đó không có sử dụng về cái dùng con mắt nhiều, không có nên nhìn ở trên TV hoặc là vi tính hoặc là đọc chữ nhiều, nghĩa là phải để cho nó nghỉ ngơi rồi dùng pháp nó phục hồi. Chứ mà mình bắt nó làm việc mà mình bắt nó phục hồi, nó phục hồi được, vì nó làm việc nó mệt nhỉ. Cho nên muốn phục hồi cho cái độ cận hoặc là độ diễn thị của mình đó, để cho nó phục hồi là bình thường, thì cái người đó không được hoạt động, không được bắt hoạt động, thì mình dùng pháp mình đắc ý để nó phục hồi được. Nghĩa là mình muốn cái một trị một cái đối tượng ở trong thân của mình, cái bệnh gì, bất kỳ bệnh gì thì nó cũng có thể phục hồi được bằng cái phương pháp của Phật. Nhưng cái người đó phải được cái đời sống đúng của nó, chứ còn bắt nó làm việc mà bắt nó phục hồi thì nó không làm việc được. Không có hiểu chỗ này. Cũng như bây giờ con uống thuốc con trị bệnh mà bắt con phải làm việc này việc kia để trị bệnh thì cái bệnh con nó không hết đâu. Uống tiền thuốc. Nó như vậy thì cái phương pháp của Phật nó cũng vậy, nó phục hồi. Thì bây giờ về mắt thì nó phải được nghỉ ngơi mắt để mà phục hồi. Nó về cái bao tử của mấy con đau bụng thì mấy con phải tránh ăn đi, để rồi mấy con sẽ dùng cái pháp đẩy lui cái bệnh mà đau bao tử của mấy con mới được. Chứ mấy con ăn đau bụng rồi bây giờ cứ ăn hoài đau bụng hoài thì tức là trị không hết. Nó vậy đó. Nó phải được nghỉ ngơi đúng cái thời gian của cái bệnh đau thì nó sẽ trị được, không có sao. Cái vấn đề mà trị nó thì không có gì hết mà biết cách. Cho nên bởi vậy, cho nên vì vậy mà thầy nói những cái người bệnh loại ra hết, để rồi thầy tìm coi cái bệnh nó ở chỗ nào rồi cho họ nghỉ ngơi đúng cái đời sống của họ để mà họ dùng pháp trị, thì như vậy mà họ mới hết bệnh. Chứ bác họ vừa trị bệnh mà vừa cực nhọc, cũng như bây giờ mấy con có những cái bệnh gì đó mà bác mấy con vừa trị bệnh mà phải vừa tu tập các pháp khác, thì mấy con dụng con như vậy là làm sao hết bệnh mấy con được. Các con hiểu chưa? Thầy rất rõ trong vấn đề này, cho nên thầy loại mấy con ra bệnh là ra hết rồi. Để mà lo mà trị bệnh bằng cái phương pháp hoặc là trị bệnh bằng thuốc thang cũng đều phải có đời sống nghỉ ngơi đó chứ, hiểu không? Chứ không lẽ bây giờ vừa trị bệnh giờ này giờ sau mới tôi lo tôi tu tập cái khác rồi không sao được? Các con thấy cái trị bệnh của mấy con là không hết. Hiểu chưa? Mà thầy như là mà cháu bị đến tôi thấy là sao là thầy? À, coi như là đeo kính hay con, mình không làm việc bằng mắt mình nữa thì mình phục hồi lại một thời gian thôi. Như thầy bây giờ cái tuổi thầy già rồi, cái mắt thầy bị làm việc nhiều quá, hồi từ hồi học mà cho tới bây giờ luôn luôn là phải đeo kính không, còn mở ra thì nó không thấy đường. Bây giờ thầy muốn phục hồi lại để cho mình không đeo kính được không? Phải không khó đâu, thầy sẽ không bao giờ nhìn chữ, không bao giờ nhìn nữa, thầy để con mắt thầy nhìn trong thanh thản là vô sự, thì thời gian phục hồi nó lại bình thường, nó lại thấy rõ. Nhưng mà không được dùng, không được sử dụng nó, sử dụng cái nó thì nó phục hồi không được đâu. Như bây giờ mà thầy đang đọc bài vở của mấy con đó, mà đánh nó trên vi tính nữa thì thôi, cái chuyện này thôi chắc không bao giờ phục hồi được, chỉ còn có đeo kiếm thêm thôi. Mai là thầy giữ cái độ nó không có tăng lên đó, thầy đeo một cái loại kiếm mà không tăng lên chứ không kéo, cái kiếm này phải bỏ thôi, thay kiếm khác không phải dễ được. Sử dụng mắt quá nhiều, cái mắt của thầy nó nhìn suốt mà trời ơi, có nhiều người viết chữ thầy nó thôi thầy nhìn muốn chết thầy luôn. Gì con? Không người đó. Con bị cảm, con bị cảm là 10 năm rồi, nhưng mà con không có tăng độ như thầy. Nhưng mà con nghĩ thầy tu là con thấy sự độ cảm con không tăng hết, thì có bao được ý. Hồi nào cũng từ là hôm nay là được 4 năm rồi, nhưng mà có độ cảm của con. À, có như vậy là con có thể giữ được cái độ cận, là nó cái cơ thể con nó không có bị thay đổi đó, tức là nhờ mình thanh thản ăn lạc vô sự, nhờ mình biết giữ tâm của mình, nhờ mình biết không có theo cái tâm phiền não giận hờn của mình đó, thì nó không thay đổi.
chứ còn nếu mà con không biết xả những cái này đó, nó thay đổi lúc thì giận lúc này kia thì nó dễ tăng lên, bởi vì nó nghĩ nếu mà nó cùng về mắt đó, thì nó ảnh hưởng. Cho nên lúc này mà con viết bài nhiều đó, thì coi chừng cái độ cận của con nó sẽ tăng lên đó. Thì thấy mà tập trung mà viết nhiều rồi bắt buộc mình dùng mắt mình nhiều đó. Giả lại lúc này con có uy tín là coi chừng cái coi đôi mắt coi chừng nó tăng cái độ cận lên nữa, phải thay đổi kiến đó. Nó không dễ đâu, cho nên làm việc ít đó, rồi bắt đầu bây giờ lo tu thì chắc ăn hơn, để không nó mang cái kiến dày như thế này là chết hết, vì nó nguy hiểm lắm, nó nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu.